Tự khoan, giới thiệu. Khoan, khoan, anh xin lỗi nhắc lời em. Em dựa vào cái cơ sở khoa học nào mà nói anh Tiến Luật là đẹp trai nhất trường quay? Dạ tại vì em thấy anh sáng sân khấu, anh sáng. Hiểu không? Luật ổn không Luật? Anh luôn thấy vai diễn của em sẽ đi về đâu. Ừ, ra hãy khiêu khích MC đấy nha. Rồi, em xin hết. Anh biết nhưng mà nó là cái gì vậy? Anh không hiểu. Rồi 3 ngày sau nó mới biết được là nó buồn. Từ đầu rồi, tôi đã hay nói rồi. Nó là có triệu chứng rồi. Bị vậy lâu chưa? Mời thí sinh tiếp theo. Khi một trong hai danh hài tươi cười. Dạ xin chào ban giám khảo. Dạ xin chào anh Tiến Lực đẹp trai nhất trường quay. Xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu. Khoan, anh xin lỗi ngắt lời em. Em dựa vào cái cơ sở khoa học nào mà nói anh Tiến Luật là đẹp trai nhất trường quay? Dạ tại vì em thấy anh sáng sân khấu, anh sáng. Hiểu không? Một cú tát vào mặt MC. Luật ổn không Luật? Anh luôn thấy vai diễn của em sẽ đi về đâu. Ừ, ra hãy khiêu khích MC đấy nha. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin tự giới thiệu về mình. Em là Dương Đình Quý, em 23 tuổi, em đến từ Tây Ninh. À, công việc hiện tại của em là nhiếp ảnh và em có mở một tiệm nail nhỏ. Nhỏ thôi. Nhỏ. Dạ, ở một cái tỉnh nhỏ. Nhỏ. Dạ, sắc nhỏ. Trong một cái ngôi nhà nhỏ thôi nha. Nhỏ. Tôi thấy có dấu hiệu rồi đó. Có triệu chứng rồi đó nha. Dạ, lát nữa anh Vinh Thành sẽ nở nụ cười thật nhỏ để máy không thấy. Có học hành gì không? Dạ. Về diễn xuất? Dạ không anh. Em rất là ước muốn từ nhỏ em, nhưng mà em không có có điều kiện để em. Ước mơ nhỏ. Nhỏ, nó từ nhỏ. Rằng diễn đừng có nói nhỏ nha, nói lớn luôn. Nhiều khi tiết mục nó yêu cầu mình phải diễn nhỏ. Nhỏ, à. Ok. Biết mà. Tiếp đi, rồi chơi. Rồi. Em thoải mái chưa? Dạ rồi không. Rồi bắt đầu chơi nha. Dạ. 60 giây bắt đầu. Tớ nhớ cậu lắm. Mình lại làm bạn nhé. Yeah. 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 Biển. 3 ngày sau. Em xin hết. Bạn đã chiến thắng vang dội, thắng cuộc trận rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Cảm ơn anh Thành. Không, nói chứ nhìn nhận không biết chứ Thành cười về cái gì, nhưng mà anh là nhìn nhận là cười khuyến khích. Nên những người như em như thế này, bởi vì sao? Tập trung về diễn xuất và cái câu chuyện. Đúng rồi, có cốt truyện đàng hoàng. Anh nói cho em nghe là dạ. Cười là cười khuyến khích em thôi đấy. Dạ cảm ơn anh. Nhưng mà tại vì anh thấy vậy nè. Em có cái ý để lừa khán giả. Dạ em nói thiệt với anh luôn là cái này em mới vừa lướt trên mạng và em thấy cái hay nên em lần đầu tiên em chưa tập lần nào em. Anh biết nhưng mà nó là cái gì vậy? Anh không hiểu. Dạ. Nó là hằng đó, nó mới chia tay bạn đó, nó buồn. Nó ngồi đó cái vô tình có tin nhắn đến là nhỏ đó muốn quay lại. Cái hằng đó nó mừng quá, nó mừng vì hằng con nhỏ đó cuối cùng nó cũng đã nhắn tin với hằng đó và hằng đó nó mừng để chi để nó nhắn tin là nó không cần nhỏ đó nữa. Dạ nhưng mà 3 ngày sau thì nó cảm thấy là nó buồn vì nó chia tay. Có câu chuyện nhân văn quá ha.
Ủa là sao? Nó vui chỗ nào em? Thà em đừng kể, em thấy nó vui không? Hay là nhưng, anh hoang mang quá. Nhưng mà nãy hai chữ biến đi là sao? Ai nhắn cho ai? Là cái là cậu em, này nhắn, em nhắn cho nhỏ đó đó. Em biến đi. Dạ. Rồi xong cái bằng này sao nó hối hận vì điều đã làm? Dạ không, em buồn vì con trai nó chia tay bạn gái xong là 3 ngày nó tưởng là nó vui, nó mừng. Nhưng mà 3 ngày sau nó mới biết được là nó buồn. Từ đầu rồi, tôi đã nói tôi rồi. Đó là có triệu chứng rồi. Thì đó. Đi vậy lâu chưa? Ở vậy nó thà nãy đừng kể ra, tôi thấy còn tại vì anh nghĩ là nó phải có cái gì đó em lừa người ta đằng sau nữa. Anh thấy cái diễn xuất của em rất là tập trung, thì nó có cái gương mặt của em, bản thân cái gương mặt em là một cái người có cái nét làm cho người ta cười, có duyên. Nhưng mà thà em đừng kể ra, em kể ra anh hiểu thế nó kỳ quá. Chứ em kể không có. Không, anh kể đúng rồi đó. Dạ. Ừ, chỉ có cái là cái cách nghĩ hài, cái cách suy nghĩ của em về hài hước sai thôi. Dạ, cảm ơn. Bây giờ có cái gì vui nữa không? À. Dạ, chắc không. Cái này mới vui nè, cái này mới vui nè. Là em dừng cuộc chơi hả? Dạ. Rồi, vậy chúc mừng em có 2 triệu. Ủa, tức là em đi thi em chuẩn bị mấy tiết mục? Dạ, em chuẩn bị 5 tiết mục nhưng mà em cảm thấy nó không hay nên em... Từ bao giờ em cảm thấy nó không hay? Từ lúc mà em đi duyệt á, rồi người ta nhận xét là không hay, không mắc cười. Dạ, em cũng tự thấy vậy nên thôi. Đủ tiền xe được rồi nên vậy, đúng không? Nói chung tiền cũng không quan trọng lắm, quan trọng lắm là... Mình... Nếu tiền không quan trọng thì chơi tiếp, lỡ sao tụi anh thích cái đó thì sao? Anh Minh Thành, nhiều khi anh Minh Thành khác những người bên ban tổ chức, người ta không cười vì người ta không vui, nhưng mà anh Minh Thành lại có những cái điểm khác, lại thích cái phần đó của em. Anh làm thêm có duyên. Bây giờ nếu em nói em không quan trọng tiền bạc thì bây giờ đã lỡ đến đây rồi, cái niềm đam mê của em nó nhiều hơn đúng không? Thôi mình chơi. Ừ. Dạ, nhưng mà những cái tiết mục sau á, em tập với bạn em, nhưng mà em với bạn em cũng như không có hợp ý lắm. Cho nên... Em có cần phụ diễn không? Em nói thì tụi anh giúp em liền. Nhiều khi có sự không hợp thì tụi anh cười đó. Ừ. Thôi. Là cuối cùng em có chơi nữa không em? Dạ không. À. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Rồi, đúng luật của chương trình là phải trao cho em thôi. Rồi, 2 triệu đã thuộc về em. Chúc mừng em.